Chốt luôn cho em Nga. Chị nào mặc M thì comment cho em nhá. Chốt luôn cho em Nga, đây là M bao nhiêu? Ok. Đúng rồi, M65. Chốt luôn cho em Nga M65. M65, em có size M này, đẹp chưa? Gồm cả đai như thế này. M65 truyền thống ạ. Vi bù cho size S này, bước ra. Trần vượng size M. Bé tư hai chiếc size M. Hóa hết một cái size M hết này. Hết rồi, con quần này để chị mặc. Đây màu bao nhiêu? 66. Còn con này không? Ok, M66 này. Còn một cái con quần bò mềm nhá, M66. Chốt luôn cho em ngang M66 coi bao tiền đấy. Con này bao nhiêu? 28. 169 à? Ok, 169. Em còn một con này. Chốt luôn đi. Ghi đây là M69. À rồi, sorry, M66. 169.000 M66 cho chị Thúy không có nhá. Nào nhanh 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 nhanh. Đưa cho chị con áo chạy vai đây. Con này rất đẹp nhá. Con này bao nhiêu tiền đấy? 800 bạc. Dạo nhớ giá về này. Này, áo chạy vai này. Ôi con này đẹp quá. Áo thô thô này thô chị nhá. Này, chạy vai này mặc sơ vin xinh chưa? Này, ui. Con đẹp đẹp. Một cái thô xịn này, các chị gái nhìn là thô xịn của nó này. Ok, lên luôn cho em ngang M67 nhá. Chốt luôn, chốt luôn. M67 100 bao nhiêu? 69.000, 169.000, M67. Phương Ly một con này. Quỳnh Quyên một con. Có bao nhiêu con? 3 con. Còn bạn, mày cầm bút để hoi nhá. Bé tư ba. Đây là cái gì? Con size gì? Ok, con 3 bầu 4 con size M. Này đã em một xíu. Em cho các chị gái, em cho các chị. Cái gì đấy? Đã em một xíu, đã em một xíu này. Này, đây. Em không dở ra nữa để nó hôm qua em đã bán rồi, hôm nay thừa 4 bộ size M. 4 bộ size M 189.000. 189.000, em còn 4 bộ size M nhá. Chị nào mặc size M thì comment cho em. Đấy, mẫu thì em cho các chị xem rồi, đỡ phải dở ra mất công. Chốt luôn đi. M68 kèm số điện thoại cho em. M68. Em còn 4 bộ size M. Bé tư lốt 2 bộ. Được chưa? Má. Ui may thế, hôm nay không